Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món cà ri dê. Cách nấu cà ri rất đơn giản, nhanh gọn lẹ. Các bạn nào cũng có thời gian áp dụng công thức này ha. Ở đây mình có 1-2 kg đùi dê. Các bạn có biết của mình ha. Thịt dê mình đã ra miếng vừa ăn ha. Các bạn ra miếng lớn lên một chút ha. Cái tô ha. Đấy, các bạn cho 2 muỗng cà phê muối. Cho 2 muỗng canh rượu trắng ha. Các bạn cho nước vô. Các bạn ngâm cho mình 15 phút nha. Ngâm nhiều thịt dê của mình bớt giảm cái vị hôi ha, nó cho sạch ha. Rồi sau đó các bạn vớt ra để ráo ha. Ở đây mình sử dụng là 200 gram hành tây. Các bạn cắt nhỏ ha. Mình sử dụng thêm 300 gram cà chua. Các bạn cắt nhỏ luôn ha. Giờ mình sẽ ướp gia vị. Các bạn cho mình 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê ớt bột cay, 2 muỗng cà phê ớt bột không cay, 2 muỗng cà phê bột ngò, 1 muỗng tăm tỏi băm, 1 muỗng cà phê gừng băm, 1 muỗng cà phê bột cà ri, 2 muỗng cà phê bột nghệ. Ăn trộn đều lên ha. Rồi các bạn cứ cho mình 15 phút ha. Rồi các bạn cho mình 3 muỗng canh rượu ăn. Rồi bây giờ mình cho hành tây vô ha. Mình xào cho hành tây nó hơi vàng luôn ha. Đây là một món cà ri làm đơn giản nhất và ăn cũng rất là ngon. Các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa, nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ các bạn ha. Bây giờ hành của mình nó vàng ha. Mình cho dê vào. Các bạn xào cho mình khoảng 5 phút cho thịt dê nó sang lại ha. Rồi bây giờ thịt dê đã sang lại rồi ha. Các bạn cho cà chua vào. Các bạn nào có lá cà ri tươi thì mình cho thêm ha. Không có thì không sao. Mình tăng cà ri bọt thôi. Rồi các bạn cho mình mấy trái khô. Rồi các bạn tiếp tục xào cho mình khoảng 5 phút nữa ha. Bây giờ các bạn cho mình 500ml nước. Rồi bây giờ các bạn nấu lửa nhỏ cho mình 45 phút ha. Cho thịt dê nó mềm ha. Rất thơm luôn. Giờ mình sẽ dùng 2 muỗng dưới sữa chua ha, sữa chua không đường. Các bạn cho thêm 2 muỗng canh sữa đậu. Rồi các bạn nêm nếm theo khẩu vị nhà mình ha. Rất là ngon ha. Hấp dẫn ha. Rất ngon. Rất thơm. Làm rất đơn giản, không cầu kỳ. Có một món cà ri rất ngon ha. Bây giờ các bạn cho thêm ít ngò rí. Rồi mình đảo lại ha. Rất là mềm. Rất là ngon, hấp dẫn. Các bạn hãy làm cho mình thưởng thức ha. Rồi hẹn gặp các bạn vào video lần sau. Bye bye.